Do đó, công đức tu học của người nhân gian, công đức hàng đầu là thỉnh sư giảng kinh. Chư vị phải nhớ danh từ giảng sư này. Đối với Phật pháp có tu hành, thật tu, thật sự có thể giảng, gọi là giảng sư. Danh từ giảng sư này không nhất định là gọi hàng xuất gia, cũng gọi hàng tại gia. Đây là danh từ thuật ngữ trong Phật giáo, chúng ta nhất định phải biết. Hòa thượng, pháp sư, tại gia hay xuất gia đều có thể dùng. Hàng tại gia cũng có thể gọi như vậy. Hòa thượng dịch sang tiếng Trung nghĩa là thân giáo sư, giống như thầy giáo dạy ở trường học vậy. Họ trực tiếp dạy mình, hiện nay gọi là giáo sư hướng dẫn. Tôi xưng họ là thầy, điều này rất thân thiết. Họ trực tiếp dạy ta. Ở trường thầy giáo rất nhiều, họ không dạy ta, ta gọi họ là thầy, chính là pháp sư. Pháp sư không nhất định dạy ta, nhưng hòa thượng nhất định là người trực tiếp dạy ta. Lúc vừa xuất gia, tôi học Phật pháp với thầy Lý Bỉnh Nam, tôi gọi ông là thầy. Có rất nhiều pháp sư xuất gia, họ không dạy tôi, tôi gọi họ là pháp sư, không gọi thầy. Chỉ có tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, đây nhất định là người xuất gia. Chúng ta phải hiểu rõ cách xưng hô này. Cho nên dù nam nữ già trẻ xuất gia tại gia, chỉ cần họ hiểu Phật pháp, họ có thể giảng Phật pháp cho ta nghe, chúng ta đều gọi họ là thầy. Vì thế tại gia cũng được gọi là thầy, có thể làm thầy, mà còn có thể dạy học trò nữa. Điều này khi Đức Thế Tôn tại thế đã thể hiện ra cho chúng ta thấy. Khi Thế Tôn tại thế, có vị cư sĩ Duy Ma Cợt, ông giảng kinh dạy học. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để đệ tử của mình là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, những người này đều đến nghe giảng. Họ thì cư sĩ Duy Ma Cợt hành lễ giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, đảnh lễ ba lạy, đi nhiễu bên phải ba vòng, lễ nghi hoàn toàn giống nhau. Điều này nói rõ Phật pháp là sư đạo, thầy là lớn nhất. Duy Ma Cợt là cư sĩ tại gia, nhưng thân phận của ông là bậc thầy. Ta tuy là người xuất gia, nhưng thân phận là học trò, cần phải tôn sư trọng đạo. Do đây có thể biết, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế là hai vị Phật đồng thời xuất thế. Một người thị hiện thân tại gia, một người thị hiện thân xuất gia. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật xuất gia, cư sĩ Duy Ma Cợt là Phật tại gia, nhưng địa vị bình đẳng, không có cao thấp. Vừa xuất gia cảm thấy ta rất đáng nể, mình là chúng trung tôn, phải cao hơn người khác một bậc. Xuất gia như vậy có thành tựu chăng? Cao hơn một chút là sao? Là tâm ngạo mạn khởi lên. Ta xuất gia không sanh trí tuệ, sao lại sanh phiền não? Xuất gia sanh trí tuệ mới đúng, sanh phiền não là sai. Đây là điều cần phải hiểu. Những quy củ, những cách xưng hô này trong nhà Phật, sau đó ta mới biết Phật pháp là dạy học, thực tế nó không phải là tôn giáo.
Mối liên quan của mình với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là quan hệ thầy trò. Xưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư, vậy thì sáng lập ra giáo pháp này. Bổn sư tự xưng đệ tử, đệ tử là học sinh. Chúng ta với Phật là quan hệ thầy trò, với Bồ Tát là quan hệ đồng học. Bồ Tát là học sinh khóa trước của Phật, chúng ta là khóa sau, là đồng học khóa trước khóa sau, là quan hệ này. Tuy là đồng học nhưng họ có năng lực dẫn dắt chúng ta. Cho nên chúng ta cũng tôn xưng họ là thầy. Nhưng Bồ Tát với chúng ta giống như huynh đệ vậy, rất yêu thương chúng ta, cũng luôn giúp đỡ chúng ta.